Phố Apple. Alice Springs. Gớm, cái phố nhỏ như cái mắt mũi, có đốt đuốc cháy 10 ngày cũng chẳng nom thấy đâu trên bản đồ nước Úc. Chẳng bù lại cho Sydney, tòa nhà con sò Opera trắng toát kim cương. Cầu Harbour bắc ngang lung linh, soi bóng màu xanh đậm đại dương. Đêm giao thừa, pháo bông bắn chạy dọc ngang đốt sáng rực một cõi thiên thai. Tuyệt vời, thiên đàng hạ giới. Melbourne, thành phố văn hóa, một ngày bốn mùa, duyên dáng như cô gái tuổi 25. Cô không quá trẻ để mà ngớ ngẩn, ăn nói vô duyên, mất lòng thiên hạ. Mà cô cũng không đã toan về già để bị đánh giá tàn phai nhan sắc. Brisbane, khu phố Việt rộn ràng hàng quán, muốn dựa mận thịt chó hả? Cứ kín đáo ghé vào, nói nho nhỏ mấy câu thôi. Nhớ đừng có ồn ào, tuồn như ở chợ trời Dandenong. Thiên hạ Úc Châu biết, người ta cười cho vào mặt. Ừ, nói nho nhỏ thôi. Bồi bàn trong bếp, khệ nệ bưng ra ngay tô medium, bốc khói thơm mùi mẻ, mùi giềng. Anh chàng nói khe khẽ, dựa mận kangaroo miệt dưới đấy nhé. Chính hiệu con nai vàng. Adelaide và Perth, nào chịu thua kém, bên 8, bên 10. Tiết canh lòng lợn, mỗi phố một vẻ, 10 phân vẹn 10. Tới đi, biết liền, bảo đảm thịt chó nguyên gốc kiếm đen ông tạ. Nếu không hài lòng với đặc sản, chủ quán đích thân tới bàn vị khách hoàn trả lại tiền tươi. Nhỏ nhất là phố cảng Darwin, nhưng nhắc tới tên, ai mà lại không biết thị trấn Nhất Kiếm Trấn Ải. Phố Darwin nhiệt đới nổi danh xoài tượng chấm mắm tôm, mít tố nữ bán dọc vỉa hè phố Việt. Buồn buồn, muốn bay về Việt Nam. Jetstar bán vé khứ hồi Darwin Sài Gòn rẻ như bèo, 90 đồng một vé. Ngủ 4 tiếng trên phi cơ, mở mắt ra, Sài Gòn hoa lệ, chớp sáng dưới chân. Đấy, ai đâu như cái chấm đen Alice Springs. Thiên hạ không ai biết, hỏi thăm hàng xóm Việt Nam xa gần. Này, này, có biết phố Alice Springs nằm ở đâu không? Ai mà biết, hình như hàng xóm sát nách Darwin đấy. Khổ, hỏi hàng khô cả nước miếng mà người Việt nào cũng lắc đầu quậy quậy. Lên trang mạng Google, đánh đại hai chữ Alice Springs cầu may. Khi đó, quân ta mới tá hỏa tam tinh. Chết chữa, Alice Springs nằm ngay giữa nước Úc. Phố nhỏ toàn thổ dân Úc Châu, người Abo. Dân Úc gốc Việt không biết nhiều về phố sa mạc Alice Springs. Có gọi, cứ như gọi đò sang sông, mà cũng chẳng có ma nào lộ vẻ hứng thú viếng thăm thành phố Abo. Phố Abo, trên dưới 30.000 dân, mùa hè tháng chạp, trời nắng cháy đỏ quăng tinh tích mái tóc. Thiên hạ rủ nhau chạy trốn xuống phương nam phố Adelaide tránh hạn. Khi đó phố Abo vắng hoe, tựa phố quỷ ám. Nhưng đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau tháng giêng, gió hây hây thổi mát lòng người. Dân phố Abo lường lượt rủ nhau, cóc chết 3 năm, quay đầu về núi. Khi đó phố vắng lại ồn ào tấp nập, tựa như nghĩa trang ngày cúng cô hồn. Phố Abo nhỏ đến nỗi dạo chơi thong thả khoảng 30 phút là hết nhẵn. Khu phố chính đếm được đúng 2 con đường. 1. Đường Hartley. 2. Đường Todmore. Hartley, công sở, thương xá và chợ búa. Dân địa phương và khách du lịch dập dìu ban ngày. Todmore, ngược lại, rộn ràng khoe sắc về đêm. Mặt trời vừa biến mất sau rặng núi xa xa, quán xá tuần tự hú nhau bật đèn soi đường dẫn lối du khách rủng rỉnh túi tiền vào ăn tối. Trong quán tiếng Đức, tiếng Pháp trộn lẫn tiếng Tàu, tiếng Hàn xì xa xì xào. Ngoài đường quân ta chính gốc Abo vang vang tiếng thổ. Thế là nguyên hình phố Abo phơi ra, hợp chủng quốc thứ hai, đủ sắc dân, đủ loại người. Hôm nay, trưa tháng giêng, phố Abo nóng kinh hồn, nhiệt độ mùa hè chỉ cao con số 42 đỏ bầm tiết canh, thiên hạ nhăn mặt nhăn mũi, trốn hết. Nhưng lạ chưa, cha xứ nhà thờ Abo đang ngồi ăn trưa tỉnh bơ trong quán. Mặt ông đỏ bừng bừng, chẳng biết tại rượu vang đỏ hay tại trời nắng gắt. Người tinh mắt kháo với nhau, cha xứ nhà mình hồi xưa đeo bông tai.
Không tin, bữa nào cứ làm bộ kéo ghế ngồi sát sát phía bên tay trái, lỗ xỏ vẫn còn nhìn thấy rõ. Nhiều người không ưa cha xứ nhà thờ Abel, họ nói ông làm cha mà nhìn chẳng ra vẻ cha cụ tí nào. Cha cụ thời nay đố có ai hiểu, y phục xứng kỳ đức, cố tây người miệt dưới, mặc dù không cổ trắng áo chùm thâm đen như cha cụ Việt Nam, nhưng ai nấy đều có cây thánh giá nho nhỏ cài cổ áo, nhìn biết liền cố đạo. Cha xứ nhà thờ Abel, well, xin lỗi, năm thì mười họa cài được cây thánh giá vào áo, nhưng kiến hiệu Versace ông có hai, một kiến râm, một kiến cận, đồng hồ Longines nhận hột kim cương nổi cồn cộn trên cổ tay trái, tối tối 12 con số phát sáng dạ quang, nhìn đẹp rực rỡ như bầu trời sa mạc lấp lánh sau đêm. Quần áo, giày, ông chơi toàn đồ hiệu Banana Republic, Giorgio Armani, Kenneth Cole, không thiếu, đủ cả, thiên hạ biểu môi. Hèn chi giáo xứ nghèo, ván lễ nào cũng 2-3 lần quyên góp. Nhưng cái rắc rối khiến ông nổi tiếng nhất vùng là bởi thằng Casimono. Ông nuôi thằng bé gần 15 năm nay rồi. Hồi đó, ông nói với giáo dân mẹ nó, người Abel, chết vì ung thư. Trước khi nhắm mắt qua đời, ông kể chuyện, người phụ nữ thều thào. Cả đời con chưa bao giờ mở miệng ăn mày nhà thờ. Nhắm đôi mắt đã gần lạc thần, người đàn bà thổ dân bập bẹ đôi môi nức nẻ. Giờ con chỉ xin Chúa, xin nhà thờ một tâm nguyện mà thôi. Ông nói, ông bị đặt vào tình thế bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng đứng trước mặt một người đang hấp hối, chẳng lẽ cương quyết chối từ, ai nỡ? Nhưng làm cha cụ, trông coi một giáo xứ hẳn hoi. Giờ ông mang thằng nhỏ về nuôi, thật đúng đẻo cày giữa chợ. Thiên hạ bàn ra tán vào, ông chịu sao thấu. Nghe ông kể chuyện, có người không kiên nể, cắt cớ hỏi thẳng thừng. Vậy bố nó đâu? Sao cha không giao thẳng thằng bé cho bố đẻ nó nuôi? Ông sa sầm nét mặt, chép miệng. Ông nói mà như than, như đang nói với chính mình. Khổ, nào có biết bố nó ở đâu? Ông thểu não, bổ túc chi tiết như người khai cung. Tôi có hỏi nhà thương, nhưng họ nói họ cũng không biết. Đơn nhập viện, cô ấy để trống tên bố của thằng nhỏ. Có người hỏi tới, sao cha không tới làng của cô ấy mà hỏi cho ra lẽ? Ông thở dài sườn sượt. Biết, tôi cũng đã cất công lái hơn 3 tiếng đồng hồ đường đất tới đó rồi. Nhưng ai cũng nói cô ấy bỏ đi lâu lắm rồi. Nghe nói nấu bếp cho ai đó. Mấy tháng trước, cô ấy ôm thằng con trai được mấy tháng về nền đất cũ, dựng lại túp lều, rồi đổ bệnh. Vuốt lại đôi mắt, người một thời nấu bếp cho nhà thờ, ông bế thằng nhỏ về giáo xứ. Mấy hôm sau, ông làm giấy khai sinh, đặt tên John, nhưng vẫn giữ nguyên họ mẹ. Thiên hạ cắt cớ thì thào truyền miệng gọi thằng nhỏ Casimono, tên của nhân vật thằng gù nhà thờ Đức Bà. Riết cái tên đẹp đẽ chẳng ai nhớ, mở miệng ra là Casimono, mày đâu rồi, Casimono. Mà thằng bé lành như bụt, nghe thiên hạ gọi Casimono cũng quay lại, miệng cười nhe ra hai hàm răng trắng bóc của người Abel. Thế là chết tên. Casimono giờ cũng đã lớn tướng, 13 tuổi rồi, thiên hạ thì thào. Khéo vẽ, làm bộ dựng chuyện mẹ nó dâng Abel, chết vì ung thư. Ừ, nhìn mặt nó đi, ai dám biểu nó dâng Abel. Mà cũng khó trách thiên hạ lời ông tiếng ve. Casimono, người dâng Abel, nhưng trắng tươi màu da Á Châu. Tóc nó không quăng tít, nhưng thẳng, cứng, đen, sợi tóc dày và bóng. Thì cứ đợi đi, đợi cái gì? Thì còn đợi cái gì nữa? Đợi nó lớn lên hẳn hoi, ắt biết liền. Biết cái gì? Người đàn ông gắt gỏng. Biết cái gì? Thì biết ai là bố đẻ của nó ngay, chứ còn biết cái gì nữa? Người kia càu nhàu, vẽ chuyện, cần gì phải đợi? Cứ thử máu thì lòi ra ngay chứ gì. Việc gì cứ phải chờ với đợi, rách việc. Người kia không vừa, tay chỉ về phía nhà xứ. Ông nói hay lắm, sao không tới thẳng nhà thờ, gõ cửa, nói với ông ấy.
Con nhờ cha dẫn thằng Quasimodo tới phòng lab lấy máu thử nghiệm. Chỉ được cái tài tán hu tán vượng. Ngoài vụ thằng Quasimodo, thiên hạ gặp nhau hay tụm ba, tụm năm thì thào. Ông ấy gặp đàn bà con gái là miệng cứ tươm tướp. Nè, ăn nói phải cho nó cẩn thận. Ở đây tai vách mạch rừng. Dầu sao, người ta cũng là người tu hành. Tu hành cái mốc xì. Bụt ngồi trên chùa, gà nào mổ mắt. Nhìn mặt biết liền, thầy cúng đĩa xôi gà trống thiến. Sao chị biết? Tối thứ ba, ghé vào Paradise. Thấy liền, lộ nguyên hình. Người kia nhăn đôi chân mày kẻ chì nét nhỏ xíu, mặt ngớ ngẩn hỏi lại. Paradise, nhà hàng nào vậy cả? Bà nội, kỳ này đổi tánh rồi hay sao? Melbourne, bà là chuyên viên sòng bài cơ mà. Người phụ nữ cự nữ. Chị, cái tật cứ ưa nói quá, tiền đâu mà sòng bài với sòng bạc. Bỏ lên phố Apple là nương nhờ cửa chùa rồi. Xuống tóc đi tu rồi. Người đàn bà gật gật đầu, nhìn người đối diện, ánh mắt nghi ngờ. Để coi, anyway, Paradise là tiệm ăn của sòng bài lớn nhất phố đó. Bữa nào quẩn quẩn, tôi dẫn tới đó ăn tối cho biết. Ok, nói, nhớ giữ lời đó nha. Ủa, nhưng mình đang nói chuyện ông cha cơ mà. Giờ sao đổi tài nói chuyện về tôi? Bà nội, ừ hén, quên, chuyện là như thế này. Có mấy lần thứ ba, tôi ghé vào Paradise ăn tối. Tối thứ ba, Paradise on sale. Mua hai phần ăn, người thứ ba được ăn free. Cho nên, tối thứ ba, quán ăn đông nghẹt. Ta nói lần nào cũng vậy. Bước chân tới quán là thấy ông ấy xúm xích với mấy bà, mấy cô. Nhất là gái Philippines. Ông thần, thiệt hết nước nói. Người đàn bà thì thào. Mà nói cái này, chỉ có cô nghe thôi đó nghe. Đừng có oan oan cái miệng lên. Tới tai ổng, ổng cự tôi tắt đài. Người đàn bà mặt khẩn trương. Có mấy lần tôi còn thấy ông ấy kéo máy. Ông ấy lấp lấp ló ló ở trong xó bởi sợ người ta nhìn thấy. Nhưng có mà thoát được cặp mắt của tôi. Bà ta bĩu môi. Nhà thờ thì nghèo. Giáo dân toàn dân A Bồ. Tiền lương được mấy đồng. Cái này chắc là lại ngứa ngáy tay chân chôn tiền nhà thờ kéo máy. Bà ta bồi một cú chót. Bài giảng Chúa Nhật. Chúa mẹ không thấy nhắc nhở, cứ mở miệng là tiền. Trăm lần là cả trăm, không thiếu lần nào. Thánh lễ Chúa Nhật ai cũng ngáp, chán ngấy như cơm nếp nát. Người phụ nữ gốc Melbourne như chợt nhớ ra, thắc mắc. Sao bà chị không đi lễ ở nhà thờ khác? Người kia bĩu môi, dài cả tấc. Có mà đi lễ ở nhà thờ khác? Ủa sao vậy? Bà thần, đây là sa mạc. Có ma nào thèm dọn nhà về đây để mà lập thêm nhà thờ cho bà? Người đàn bà dừng lại, chỉ tay. Đó, vừa mới nhắc tới ổng, ổng đang ngồi với mấy lính của ổng kia kìa. Nguyên một băng. Ông bà mình hay nói, 3 năm một thời. Đúng như thế, ngoài sân quán Gardens trên đường Todmore, ông cha xứ đang ngồi ăn trưa với mấy người thân. Tiếng cười, tiếng nói từ một góc quán oan oan, cứ như chợ phiên Todmore họp cuối tuần. Thiên hạ đi ngang, nhăn nhăn mặt nhìn ông cha xứ ồn ào tiếng Việt tiếng Anh đang ngồi ăn trưa với lính của ổng. Nhưng thật bất ngờ, tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên mặt đường nhựa nổi lên. Tưởng ai? Hóa ra thằng Quasimodo. Mặt thằng nhỏ tái xanh, sợi tóc lòe xòe bay phất phới theo bước chân chạy. Tới quán Gardens, nó dừng lại, thì thào nói nho nhỏ vào tai ông cha xứ mấy câu. Tới phiên ông, mặt ông đang bừng bừng đỏ vì rượu vang chuyển sang tái xám. Ông vội vàng đứng dậy, bỏ đi ngay. Thiên hạ nhìn theo ông, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhiều người nổi tánh hiếu kỳ, nối đuôi theo sau. Họ hỏi nhau, ủa, chuyện gì vậy cả? Từ quán ăn về tới nhà xứ trên dưới 5 phút, một đoạn đường ngắn, vượt qua cánh cửa nhà thờ lúc nào cũng mở rộng, mọi người nhìn lên tượng đài Đức Mẹ A Bồ. Người người kinh ngạc nhận ra thánh nữ Đồng Trinh, máu đỏ nơi con mắt trái đang lăn tròn xuống gò má. Dưới chân tượng, những hạt máu đọng lại vẫn còn đỏ tươi,
thiên hạ trợn tròn mắt nhìn hiện tượng lạ. Một người bình tĩnh bước tới, ông giơ ngón tay quẹt nhẹ nhẹ vào giọt máu dưới chân tượng, đưa ngón tay lên mũi ngửi ngửi, mặt ông tái xám lại, miệng nói ngay, đúng là máu, mùi tanh nồng. Được lời xác nhận của người đàn ông, đám đông không ai bảo ai, đồng loạt đưa phone tay lên miệng thông báo cấp kỳ bản tin sốt dẻo. Chẳng mấy chốc, cả phố Apple kéo tới đứng chật ních sân nhà thờ, vòng trong vòng ngoài, người người san sát, người Apple, dân Úc, người Ấn Độ, phi luật tân đủ cả. Dân địa phương cũng như du khách, tất cả cùng nhìn lên tượng đài Đức Mẹ Apple đang khóc chảy đỏ máu. Trong đám đông có người cất lên lời kinh, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Một người sướng, đám đông còn lại tự động bắt nhịp, cất giọng đọc theo lời kinh Đức Bà. Âm thanh trộn lại, chung một lời kinh, cùng một nhịp đọc, tưởng như nhà thờ đang vào mùa thương khó. Cha xứ Apple rút lui vào trong phòng. Ông thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tượng thạch cao Đức Mẹ Apple đứng ở đó cả chục năm nay rồi. Từ những ngày đầu tiên khi đặt chân tới phố Apple nhận nhiệm sở mới, ông đã nhìn thấy tượng đứng cao trên bệ, góc trái nhà thờ, ngay dưới chân cầu thang xoắn ốc dẫn lên gác ca đoàn. Giáo dân nhiều người như một thói quen thường lệ. Sau thánh lễ hay dừng một bước chân trước tượng đài đốt nến cầu xin. Tiếng đồn Đức Mẹ Apple linh thiêng vang xa bởi nhiều người đã nhận được ơn. Bởi thế, tượng đài lúc nào cũng hương khói nghi ngút. Sáng sớm, lái xe tới công sở, giáo dân dừng lại một bước chân, ghé vào đốt nến, đọc một lời kinh. Chiều tan sở, người người ghé vào, lại đốt nến xin ơn. Ban ngày, có nhiều thổ dân Apple hoặc cá nhân hoặc gia đình cũng bước tới tượng đài. Người mẹ thổ dân bế đứa con mấy tháng trên tay, đôi môi thầm thì nho nhỏ những lời kinh trước tượng thánh nữ. Chiều tối, du khách Á Châu lời kinh râm ran một góc nhà thờ. Thông thường, tượng đài chỉ vắng bóng người sau khi ông đóng cửa nhà thờ lúc 8 giờ tối. Vào giây phút đó, chính ông cũng đã nhiều lần đốt nến. Ông quỳ xuống trước tượng đài đọc những lời kinh cho mẹ ông và người thân. Hoặc vào những lúc bối rối, tượng đài là nơi ông ghé vào. Ông quỳ ở đó, đầu cúi xuống, suy nghĩ và cầu nguyện xin ơn soi sáng. Cũng bởi tượng đài linh thiêng đã rất nhiều lần ông mở cửa văn phòng chỉ để tiếp đón những người khách hoàn toàn lạ mặt. Nói chuyện được mấy câu, ông mới biết họ người Sydney, Melbourne và cả từ khắp nơi trên thế giới. Qua một lần dừng lại nghỉ ngơi tại phố Apple, nghe đồn tượng đài linh thiêng, công giáo cũng như không công giáo, họ đến trước tượng đài đốt nến cầu nguyện với Đức Mẹ Apple. Ơn trời đổ xuống, người hiếm muộn về tới nhà, tự nhiên thụ thai, sinh con mà lại sinh đôi, một trai một gái đề huề. Ông nhớ trưa hôm đó, người triệu phú Hồng Kông một thời hiếm muộn vừa khóc vừa nói lời cảm ơn Đức Mẹ. Tay ông đưa ra hộp quà nho nhỏ, xin kính tặng nhà thờ. Ông cha xứ để món quà trên ghế rồi cũng quên đi. Mấy ngày sau, thằng Casimodo vô tình nhìn thấy, nó cầm lấy, gõ cửa đưa cho ông. Ông hờ hững mở ra coi. Cả ông và thằng Casimodo khi đó mới giật mình nhận ra đồng hồ Longinus nhận hạt kim cương hộp to, 12 con số dạ quang lấp lánh. Cứ thế, giữ chùa ăn oản, ông sở hữu bao nhiêu hàng hiệu nổi tiếng của du khách từ khắp năm châu ghé vào tạ ơn Đức Mẹ Apple. Tuần một lần, lái xe vô buôn làng người Apple công tác, ông mang theo quần áo hàng hiệu, chia đều cho người trong làng. Người Apple ghé vào nhà thờ, trên phố gặp ông xưng tội. Xưng xong, ông dẫn họ tới tủ quần áo của hội bác ái Venice, lấy đồ hiệu ra tặng. Tùy trường hợp, có khi đôi giày Kenneth Cole, khi cái áo CK. Làm cha xứ nhà thờ Apple, hai điều khiến ông hằn sâu vết nhăn là tệ nạn đánh bạc và hiện tượng ăn sương của phố. Paradise, sòng bài nổi tiếng giữa phố lúc nào cũng dập dìu giáo dân của ông. Đông nhất là người Philippines, kế tiếp dân Apple, làm được bao nhiêu tiền,
con chiên của ông ghé vào sòng bài nướng hết. Có những lần nhận được tin giáo dân ghé Paradise, biết là dễ bị mang tiếng thị phi, nhưng ông vẫn liều. Ông đi thẳng tới khu kéo máy, năn nỉ giáo dân của ông đứng lên, đổi tiền, đi về nhà. Nể mặt cha xứ, nhiều người ngần ngại bỏ đi, mà thiệt tình, không về cũng không được với ông, bởi ông cứ đứng đó, nói tới, nói lui. Đánh bạc mà có người đứng cạnh lải nhải như ma âm phủ, dù có đang là vận đỏ, cũng hóa đen thui, thua là cái chắc. Nhưng ông lì, có người còn lì hơn ông. Gia đình người này, năm mặt con thơ, nhưng khổ, tiền lương hàng tháng, hai vợ chồng nướng sạch. Năn nỉ hoài không được, ông đứng bên cạnh kéo máy, lôi ra tràn hạt đọc kinh mân côi. Ông to tiếng cầu nguyện với Đức Mẹ A Bồ. Không biết tại Đức Mẹ A Bồ linh thiêng hay bởi ông lì lợm, hai vợ chồng nhà này đứng dậy, bỏ đi thẳng một mạch. Từ ngày hôm đó, họ không ghé vào sòng bạc nữa. Ai nói gì thì nói, ông tin Đức Mẹ A Bồ đã hoán đổi tâm hồn đôi vợ chồng. Riêng cái vụ ăn sương, chuyện là như thế này. A Bồ là phố du lịch, thiên hạ từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp đổ về phố nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, họ lái xe thêm 5 tiếng nữa thăm viếng hòn đá Uluru đổi màu khi trời hoàng hôn và bình minh. Du khách Nam Châu kéo về quanh năm suốt tháng, tình hình kinh tế phố A Bồ vững vàng như kiềng ba chân. Nhà hàng 5 sao, khách sạn 10 tầng, văn phòng du lịch dựng cao, bảng hiệu phục vụ túi tiền du khách. Nhưng ở đâu cũng vậy, kỹ nghệ du lịch cũng dẫn tới kỹ nghệ ăn sương. Nhiều người phụ nữ sau một đêm trắng tay với sòng bạc liều lĩnh bán mình cho khách du lịch. Tối thứ ba, nhà hàng Paradise là nơi khách ghé vào chọn lựa hàng hóa, Úc Châu tóc vàng, A Bồ ngăm ngăm, Á Châu thon gọn, đủ cả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiền trao ra, cháo múc liền, tú bà tú ông cứ thế ngồi đếm tiền. Trương mục của họ đếm hơn 6 số. Làm cha cụ, thấy cảnh cờ bạc sa cơ lỡ bước dẫn tới cùng đường liều lĩnh của giáo dân, chẳng lẽ ông nhắm mắt làm lơ? Mai này trước tòa chúa, ông biết ăn nói ra sao với ngài? Một lần nữa, cực chẳng đã, tối thứ ba, ông lại phải ghé vào nhà hàng rảo mắt trông chừng. Mặc dù ông biết có nhiều ánh mắt chăm chú theo dõi, nhưng đôi môi thì thào khi thấy ông kéo ghế ngồi chung bàn với những người phụ nữ, cũng chính là giáo dân của ông. Hi Linda, wow father, what a surprise, what are you doing here? What am I doing here? Well, I just want to have dinner. Cứ thế, ông chép miệng. Ông không vào địa ngục, ai sẽ vào? Đã có mấy lần, ông kịp thời xuất hiện, khuyên rằng người phụ nữ dừng chân trước khi lún sâu vào trong vũng bùn. Tú bà, tú ông giận lắm, bởi ông hốt đi gần hết những miếng mồi thơm, còn lại được mấy mạng nhăn nheo thóp thép, chẳng ma nào thèm thòm. Bởi thế, có lần nửa đêm về sáng, chuông điện thoại trong phòng ngủ reo vang. Ông lồm cồm ngồi dậy, tưởng nhà thương gọi sức dầu. Nhưng không, đầu dây bên kia nổi lên một giọng Á Châu nói tiếng Anh. Âm thanh nghèn nghẹt như người lấy hai ngón tay kẹp chặt lỗ mũi. Còn héo lánh tới Paradise phá đám nữa, ông cắt cho mày chừa. Lúc đó đừng có trách sao không báo trước. Bởi ông lì đòn, tình hình giáo xứ mấy năm nay đã tạm yên. Giáo dân bớt đi hoang, ngày Chúa Nhật cuối tuần, người người tấp nập kéo về thánh đường tham dự thánh lễ sốt sắng. Sòng bạc giữa phố vắng teo, ế như chùa Bà Đanh. Mặc dù biết cờ bạc là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều tệ đoan xã hội, nhưng từ bao nhiêu lâu nay, chính quyền A Bồ vẫn không làm chi được. Này thấy ông cha xứ thành công dẹp tiệm sòng bài, giải tán băng đảng ăn sương. Nhiều lần, chính quyền Northern Territory và phố A Bồ ghé vào nhà xứ kính đáo nói lời cảm ơn. Chỉ riêng có cái vụ thằng Casimodo, cha xứ nhà thờ A Bồ lắc đầu, không biết tính sao. Thằng nhỏ càng lớn, tóc càng đen, khuôn mặt Á Châu càng rõ nét. Ông lại càng ngóng ngóng chờ. Càng chờ, ông càng băn khoăn. Tối tối, ông thấy ông hay quỳ cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ A Bồ.
Ông nhớ chiều hôm đó, sở di trú từ Darwin ghé vào văn phòng nhà xứ. Qua câu chuyện, ông mới biết hiện tượng thuyền nhân Việt Nam vẫn còn tiếp tục. Nhân viên sở di trú lần đó nhờ ông bay lên trạm cấm tị nạn Darwin làm thông dịch viên cho một gia đình Việt Nam. Thuyền gỗ nhổ neo, lên đình mặt biển hơn 2 tuần lễ. Cuối cùng bị cảnh sát biên phòng Úc Châu chặn bắt ngoài khơi. Gia đình gồm 2 vợ chồng và mấy đứa con nhỏ. Ông chồng đánh cá, tướng người lanh lợi, mặt mũi sáng sủa. Có một thời sống ở phố lớn, cho nên dẻo miệng. Trong khi đó, cô vợ nhu mì, hiền lành, người thấp nhỏ. Về sau ông mới biết, sau một lần vụng trộm, gia đình đằng gái phải vừa gả con gái, vừa dúi vào tay ông con rể đào hoa mấy lạng vàng cho xong chuyện. Nhận lời mời của sở di trú, cha xứ Abel bay lên Darwin, ghé trại cấm, thường xuyên thăm viếng, động viên gia đình này. Khi cả nhà được nhận tái định cư tại Úc, cũng chính sở di trú mở miệng nhờ ông ký giấy bảo lãnh. Ông nhận lời mang cả gia đình tị nạn về phố Abel. Người chồng làm bỏ, coi sóc nhà thờ, đốt nến, đóng cửa. Được hơn một năm, gia đình ông bỏ rời phố Abel, dọn nhà về Springvale, phố Melbourne. Giáo dân ngạc nhiên nhận ra cùng thời gian đó, cô bếp gốc Abel tự nhiên biến mất. Nhiều người hỏi, nhưng cha xứ nhà thờ Abel yên lặng hoặc lơ lơ lảng sang chuyện khác. Đã gần 15 năm nay, ông cha xứ ngước nhìn qua khung cửa sổ, trời chiều mùa hè chạng vạng, nhỏ nhem mặt người. Ông nhìn đồng hồ treo tường, gần 9 giờ tối rồi. Ông đứng dậy, đầu óc và tóc tai rối bời như nhau, liếc nhìn qua khung cửa. Ông nhận ra, mặc dù 2 cánh cửa sắt nhà thờ đã khóa chặt lại, một vài bóng dáng giáo dân quen thuộc còn đang đi tới, đi lui trên sân nhà thờ. Vừa đi, họ vừa lần chuỗi tràn hạt. Vừa lần chuỗi, họ vừa làm dấu thánh giá. Lâu lâu, cặp mắt lại hướng về tượng đài Đức Mẹ Abel bên trong giáo đường. Ông thắc mắc, không hiểu ai là tác giả câu chuyện lạ. Cũng có thể sòng bài Paradise kiếm cách phá ông. Một lần, ông nhận được bưu kiện. Tưởng chi, mở ra, bên trong nguyên cây thánh giá bằng gỗ bị bẻ gãy đôi. Ông biết họ muốn nói điều gì. Rồi cũng chính sòng bài, nhiều lần tung tin đồn ông lăng nhăng. Có lần, họ trả tiền giáo dân viết thư lên tòa giám mục, tố ông thẩm thục tiền nhà thờ đi đánh bài và bao gái. Nhưng nếu sòng bài muốn triệt hạ ông, tại sao họ lại dựng lên hiện tượng thánh nữ đồng trinh khóc chảy máu? Bước ra khỏi cửa phòng, ông nhìn mùa hè còn rơi rớt trên sân vườn nhà xứ, những tia nắng thoi thóp. Ông quyết định bước thẳng tới cánh cửa bên hông nhà thờ, tay vặn chìa khóa, ông đẩy cánh cửa gỗ sang một bên. Ông nhìn cung thánh, tay làm dấu, rồi quay sang hướng tay phải, tượng thánh nữ đồng trinh vẫn đứng im lìm ở đó. Ông bước tới, chăm chú nhìn lên khuôn mặt Đức Mẹ Abel. Máu đỏ của con mắt trái to tròn đã khô. Ông nhìn xuống dưới chân tượng, những hạt máu khô vẫn còn đó. Ông cúi xuống thấp, ngửi ngửi. Đúng là mùi máu. Ông lại ngước lên nhìn, khuôn mặt thánh thiện Đức Mẹ Abel vẫn hướng lên cao. Ông ngước lên nhìn theo. Ông nhận ra phía trên là căn gác lửng, nơi ca đoàn tập hát và hát lễ Chúa Nhật. Ông bước từng bước chậm lên từng bậc thang dẫn lên gác. Trên gác đàn, lờ mờ trong bóng đêm đen, ông nhận ra vẫn chỉ là những hàng ghế gỗ lặng lẽ im lìm. Ông quay lui, tính bước xuống. Nhưng bóng người sau cây đàn dương cầm bất ngờ lù lù đứng dậy. Ông giật mình, nghẹt thở, trái tim co lại, như bị người bóp chặt. Ơ, ai đó? Bóng đen vội vàng cất tiếng. Con chào cha. Cha, cha khỏe không ạ? Trong bóng đêm mờ mờ của gác đàn, khuôn mặt người đàn ông dần dần hiện ra. Con là ông bỏ. Ông cha xứ trợn mắt nhìn, hơi thở cha xứ nhà thờ Abel bỗng dưng nặng nề, dồn dập như người lên cơn suyễn. Cơn giận chôn kín trong lòng từ bao lâu nay có dịp đội mồ sống dậy. Ông mím chặt đôi môi, mặt ông căng cứng.
ông giận đến nỗi không nói được một lời. Ông bỏ năm xưa kéo gấu quần lên, chỉ vào bắp chân thì thào. Thưa cha, con vượt trại tù, bị cảnh sát bắn dính ngay bắp chân. Tới được nhà thờ, con trốn lên gác ca đoàn. Lúc lết lên mấy bậc thang, máu từ vết thương nhỏ rớt xuống. Con xin lỗi cha. Ông thở hắt ra, hai tay ôm ngực. Hóa ra là vậy. Ông yên lặng, nhìn người đối diện, chậm rãi điều hòa lại hơi thở. Trong bóng đêm, ông đã nhận ra ông bỏ năm xưa, giờ này đầu cạo nhẵn bóng, áo tù màu xanh lờ mờ con số và tên họ AS201 Nguyên. Người đàn ông cúi đầu, hít sâu, ngần ngại nói: con buôn hàng trắng, ra tòa, tòa phạt tù chung thân. Con ở tù hơn 10 năm rồi. Tháng trước họ chuyển con lên đây. Bóng đen nhìn ông, đôi mắt long lanh. Con xin lỗi cha, con biết con có lỗi. Người đàn ông hít một hơi thật sâu vào buồng ngực rồi nói: Cháu, chắc nó lớn lắm rồi. Ông cha xứ vẫn đứng đó yên lặng. Ông cũng hít một hơi thật sâu, nhưng ông lại thở ra một hơi thật dài. Ông nghe được tiếng thở qua lỗ mũi. Ông nghe được mạch tim dồn dập. Ác mộng năm xưa nay hiện về, đứng trước mặt ông với nguyên vẹn hình dáng. Đây chính là người đã từng làm ông mang tiếng hơn 15 năm nay. Hôm đó, ông không hiểu tại sao ông bỏ tự dưng gõ cửa xin phép dọn đi. Gần một tháng sau, ông thấy cô bếp người A Bồ có nhiều triệu chứng lạ. Cô ói mửa lung tung, lại hay ở chua. Người thân ghé tai ông nói nhỏ: cha, cô ấy có bầu. Nhận được bản tin dữ, ông tưởng sét đánh ngang tai. Ông là cha xứ, giờ tự nhiên người bếp độc thân lại có thai. Làm sao ông ăn nói với giáo dân cho được? Không còn chọn lựa nào khác, ông đành phải dứt lòng cho người bếp nghỉ việc. Trước khi chết, cô trối lại thằng Casimodo cho ông. Tiếng đồn thằng bé con ông bay tới tai bề trên. Ông bị gọi lên tòa giám mục. Người lãnh đạo nặng lời khiển trách ông không ý tứ, để nhà thờ mang tiếng. Ông không nói chi, yên lặng, ngậm bồ hòn, đắng nghét trái tim. Ông biết, khi thiên hạ có thành kiến, có nói gì cũng thế. Ông để thời gian trả lời, nhưng sâu thẳm trong lòng, ông cảm thấy như bị người thân đâm lén một nhát sau lưng, vết thương chí mạng. Ông đã tới địa chỉ tại Springvale, nơi hàng xóm ông nói ông bỏ xưa đã dọn nhà. Thế là ông trở thành bố của thằng Casimodo. Những lần nghe thiên hạ xì xào, ông nổi giận muốn nghẹt thở, mặt ông nóng bừng bừng. Ông tự trách mình vớ vẩn, dễ tin người, giờ rước họa. Chỉ được một cái Casimodo lớn nhanh mà lại ngoan. Thằng bé không lêu bêu đầu đường xó chợ. Sáng chiều nó giật chuông nhà thờ, chăm chỉ giúp lễ. Casimodo đứng trên cung thánh giúp lễ, hai tay chắp lại, nhìn thánh thiện như thiên thần. Nó hay nói, lớn lên con sẽ đi tu làm cha nhà thờ. Nghe nó nói như vậy, ông cũng tạm nguôi ngoai, cảm thấy được an ủi. Nhìn ông bỏ năm xưa mở miệng xin lỗi, khuôn mặt thành khẩn, nhớ tới thằng con nuôi Casimodo, cha xứ nhà thờ A Bồ thở ra nhẹ nhẹ. Cơn giận âm ỉ trong lòng bao lâu nay như ấm nước sôi được mở nắp, chậm chậm bốc hơi. Những vết nhăn trên vầng trán giãn ra, ông nói chậm chậm: thằng bé lớn rồi, ngoan lắm. Lần đầu tiên, từ lúc bất ngờ hội ngộ trên gác đàn, người tù nhân toét miệng cười, nụ cười thằng Casimodo được thừa hưởng. Thật hả cha? Con cảm ơn cha. Ông cha xứ vỗ vai ông bỏ năm xưa. Trời tối lắm rồi. Thôi, đi vô nhà bếp kiếm gì ăn tối. Tôi cũng chưa ăn gì cả. Người tù bước đi nhanh nhanh, mặc cho vết thương bắp chân còn đang ri rỉ máu. Ông lắp bắp, vừa nói vừa hỏi: vâng, vâng, thưa cha, nhưng con xin cha cho con nhìn mặt thằng bé trước. Nó tên gì vậy cha?